Xin chào mọi người đã quay trở lại với Shop iStore. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người một sản phẩm của nhóm nhạc BTS nữa. Đó chính là huy hiệu BTS. Thì như mọi người đang thấy thì ở đây có rất là nhiều hình cũng như là màu sắc khác nhau của huy hiệu. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem một cái huy hiệu thì nó sẽ như thế nào. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mọi người nhớ like, share và subscribe cho cái video này để mình có thể làm thêm thật nhiều video nữa cho mọi người xem nhé.